bà có tin bà nói một phát nữa là cái dép nó bay ngang mồm bà hết vẩu luôn không? Hả? 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 Nào, nào. Mới sáng sớm ra nó điếc hết cả tai. Này, tôi nói cho bà biết nhá, bà có tin bà nói một phát nữa là cái dép nó bay ngang mồm bà hết vẩu luôn không? Hả? 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 Nào, tôi nói cho bà biết nhá, tôi chơi cái này là cũng kiếm tiền nhá, không phải là tôi chơi không. Này, im mồm, im mồm, im mồm để nói mà nghe này, đúng là cái loại đàn bà. Cái tầm nhìn và cái suy nghĩ nó chỉ cái thắt lưng đổ xuống thôi, từ cái cặp quần đổ xuống không nhìn hơn được luôn. Này, tôi nói cho bà biết nhá, một ngày bà đi làm được bao tiền hả? Một ngày bà đi làm vất vả 8 tiếng 10 tiếng đồng hồ bà được bao nhiêu tiền? 200 đúng không? Nhưng mà bà phải đổ mồ hôi sôi nước mắt đúng không? Mẹ nhiều khi làm còn nhiều khi mồ hôi ướt háng luôn. Ướt háng luôn. Tôi ở nhà đấy, tôi cũng làm, nhưng mà tôi không phải làm chân tay, tôi làm bằng cái đầu. Tôi làm bằng cái đầu. Cái đầu chơi game, cái đầu. Thế thì lại đúng là thật sự. Đàn bà đúng là đái không qua ngọn cỏ đó, cụ nói không có sai bao giờ. Tôi làm bằng cái đầu nhá. Người ta nói rồi, chơi game ấy, một được thì là trời cho. À, không được thì làm cho chơi. Để tôi nói cho mọi người. Này, thế thì tôi lại nói cho bạn hiểu này nhá. Chơi cái game bắn cá đấy, chơi game V99 thế này, không? Ở trong này nó có rất là nhiều những cái trò chơi đấy, như là bắn cá sổ số, phát tài, cá mập, nói chung 3 cây, sóc đĩa, sóc lọ, các kiểu con là điều. Có yeah. Sóc lọ nữa. À, chỉ có mình sóc đĩa thôi. Đấy. Tưởng sóc lọ. Khổ quá, nó xích bo, tưởng là sóc lọ, đọc nhầm. Đấy, nói chung là ở trong cái game này, tôi nói cho bà biết nhá, đấy có rất là nhiều loại chơi. Đấy, bà chọn ở trong này những cái loại game nào mà bà cảm thấy là bà có thể ăn được, đấy là cái bản năng hoặc là đấy là cái khả năng của bà. Bà chơi bà có cảm giác là bà thắng được, bà sẽ chơi nhá. Sau khi bà chơi đúng không, bà ngồi bà ngâm cứu xem là nếu như đóng sóc đĩa chẳng hạn, nó có hai mặt đúng không, chẵn và lẻ thôi. Bà chỉ cần chọn một là bà chọn chẵn, nếu về chẵn là bà thắng đúng không? Thế tôi lại nói cho bà biết nhá, nếu như mà bà đánh thắng ấy thì bà rút tiền về, bà hiểu chưa? Rút ở đâu? Rút ở là ở đít à? Hay là rút ở cái máy tính ra? Rút ở trong game ra. Thế bà hết cả người. Bà lại không hiểu đây, tôi lại nói cho bà biết, nếu như mà bà mà rút tiền ấy thì bà ở trong này nó có cái mục rút tiền. Đấy, bà nhập ngân hàng, bà nhập số tài khoản, bà nhập tên tài khoản, bà nhập cái số tiền bà muốn rút về là bà có tiền. À, bà hiểu chưa? Cho nên là bà đã không có thật khổ. Tại sao tôi nói bà là... Thì không thật thì tôi cho bà xem làm gì nữa. Ở trong này tôi nói bà có rất nhiều đại gia ăn xong cái chơi này. Vì thì phải làm cái gì? À, làm cái gì? À, làm gì cho nó mệt người. Một ngày bà làm việc ở ngoài cửa hàng, bà ra kia bà móc bô xe máy, rồi bà dán xe, cong nít cong mông ướt hết cả hàng. Được 200.000. Tôi ngồi trong này tôi dùng bằng cái đầu đây ạ, tôi dùng bằng cái đầu này, không phải cái đầu này đấy chưa, tôi dùng bằng cái đầu này nhá. Không biết cái gì, đi ra ngoài kia làm việc đi để cho tôi còn nghiên cứu sốt ruột. À, thì tiền đâu rồi? Nói vừa thôi, một vả ngang mồm đấy, hết vẩu đấy nhá. Vớ vẩn. 5 minutes later. Thôi anh ơi, thế thế thôi, anh đi ra anh bóc cho em hai cái tải bô này thì em lấy bô em gửi cho khách đây. Có một mình em không làm cũng được, bô nặng mệt lắm. To như con voi mẹ, có mỗi cái tải bô mà không làm được thì làm được nên làm gì. Mấy chục cái bô, một tải chứ ít đâu. Rồi rồi, mụ cứ ra trước đi, tôi lội bút theo sau. Đang ngâm đã cứu, đang ngâm nhá. Cứu, biết rồi, ngâm cứu nói ít thôi.
Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Quy Black đây. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người về mấy chục cây bô mà hiện tại đang có ở shop mình. Đó, thì đây là những cái cây bô móc nhỉ. Đấy, cho quê 29 anh em nhá, cho đồ 110. Thì ngày trước khi mà mình có đăng cái video lên thì có rất là nhiều anh em hỏi về cái loại bô này. Thì thực ra là cái bô này mình chỉ bán để cho gọi là nó thật ra là bán để phục vụ anh em là chính thôi. Tại vì là có rất là nhiều anh em hỏi về cái bô này, cho nên là mình quyết định là nhập một ít về để bán cho tất cả anh em. Lãi tình cảm thôi chứ không nói gì hết đâu. Thì đúng đâu. Đây. Thì nguyên văn bô của nó sẽ như thế này anh em nhá. Cái này vào để nào rồi. Để cho ra trước đi, không để sau chọc một ít chết. Đây thì mình sẽ thu ra cho anh em xem nhá. Đây là nguyên văn cái bô này, được chưa? Đây. Thang. Đấy, ngày hôm nay thì mình sẽ khui cái bô này ra để cho anh em xem nhé anh em nhé. Bây giờ chúng ta cùng khui bô này. Vì là bô này ấy, bên mình đang bán hiện tại là 299.000. Nó rẻ hơn những cái bô khác rất nhiều. Thứ nhất là anh em mua cái bô này thì đã được móc mỉ, ốp vít trắng, chế tai, chế cổ 21, được chưa mọi người? Cho nên là cái giá một cái bô nó làm như này thì nó thật sự với anh em là mình bán mình chỉ được gọi là một chút xíu. Và thực sự là nói chung là nó cũng gọi là bán để cho anh em phục vụ anh em là chính thôi, chứ còn thực ra thì chả có một chút xíu nào lời lãi nữa đâu. Đây thì anh em chia sẻ với anh em này, đây là cây Honda bô, đây là bô Sài Gòn anh em nhé, 1955 Sài Gòn đó. Và cái cây này thì đã móc nỉ ốp vít trắng, và đây là cây của 2019 anh em nhé. Từ 110 là từ 2017 đến 2020 đều có thể lắp được cây này, được chưa? Đấy. Đây thì là có rất là nhiều bô mình nhập về để làm cho anh em. Thì bây giờ mình sẽ lên luôn cái cây bô này lên cho con xe của mình để cho anh em nghe thử cái tiếng luôn anh em nhá. Ok, let's go. Anh em nhá. Thì ngày hôm nay thì mình quay video này để mình chia sẻ với anh em một cây bô 1985 Sài Gòn. Đấy, thì cái cây này thì đã nhồi bông lên cổ mở và vít trắng. Thì cái cây này là cây 1985 Sài Gòn móc nhồi bông anh em nhá. Đây, quay cận cảnh cho anh em xem luôn này. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng của cây này. Em ơi, cho tí âm thanh. Thì là vừa xong là cây cái âm thanh của cây bô 1985 đấy, 100 Sài Gòn anh em nhá. Đó, thì cái cây này thực ra thì quay video để chia sẻ với tất cả anh em thì cái cây này giá nó cũng rất là yêu thương thôi, giá cực kỳ mềm. Đấy, cái cây này thì là mình bán cho các em học sinh sinh viên. Đấy, những người mà ít tiền thì lên cái cây này rất là hợp lý. Đó, vừa lên cổ mở này, vừa ốp vít trắng này, vừa móc nhồi bông này. Đó, giá cực kỳ yêu thương luôn, mà mình phải nói là rẻ nhất thị trường luôn. Chia sẻ với anh em là cái cây này là giá rất là học sinh, có thể là khi mà mình báo giá là anh em sẽ giật mình luôn, được chưa? Đó, thì ngày hôm nay mình quay cái video này để chia sẻ với anh em, cũng như là giới thiệu cho anh em cây bô 1985 Sài Gòn né 100. Đấy, thì ngày hôm nay mình quay video này để chia sẻ với tất cả anh em, để cho anh em ví dụ như những bạn nào mà đang có nhu cầu mua bô, hoặc là anh em đang có ý định là lên một cây bô giá học sinh mà tiếng nổ phụ huynh, thì anh em có thể liên hệ qua cho shop. Đấy, đấy thì hẹn anh em vào những cái clip lần sau mình sẽ chia sẻ sâu hơn anh em nhá.
Ok thì cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào.